Thời tiết thì có lúc mưa lúc tạnh và trời thì rất âm u các bạn ạ. Bây giờ thì mọi người, các con các cháu cũng đang khênh cụ phải đi ngược dốc, tiếp tục lại một con dốc nữa, rất là vất vả. Như mọi người thấy, rất là vất vả cho con cháu khi phải khênh cụ đi lên ngược một cái dốc. Nhưng đó cũng là thể hiện cái sự nhiệt tình của con cháu đã làm theo như lời mong mỏi của cụ. Đây là đám ma của người dân tộc Phù Lá, đúng không? Người mất này đã già tuổi chưa anh? Chưa rồi, 94 tuổi rồi. 94 tuổi. Thế bây giờ là đi cất có xa không anh? Đi vào tầm khoảng hơn cây. Hơn một cây số. Thế là bây giờ đi được lửa đường chưa anh? Chưa. Chưa được lửa đường? Chưa. À dạ vâng, em cảm ơn. Chị cho em hỏi, bây giờ em muốn đặt một cái đồng tiền để viếng ấy, thì bây giờ đặt ở đâu được ạ? Đồng tiền để viếng hả? Dạ vâng ạ. À, có nghĩa đặt cho người bê ảnh này cũng được ạ? Bây giờ để tiền lẻ này được đúng không ạ? Được. Dạ vâng, thế thì đây chú cho cháu đặt một chút gọi là cái tiền để viếng cụ ạ. Bởi vì dạ vâng ạ. Gia đình của người mất thì cũng khá là đông người. Và người mất thì cũng có tuổi khá là cao rồi. Đây là cái cách mà khi người đồng bào họ đi cất, hay còn gọi là đi mai táng ấy các bạn. Thì bây giờ Sơn cũng sẽ cố gắng để cùng với cả gia đình người mất này đến cái nơi cất, để xem rằng là cái phong tục của người đồng bào khi người ta đi cất có những cái điều gì nó đặc biệt, nó khác thường hơn so với ở vùng xuôi các bạn nhé. Như các bạn thấy không, cỗ áo quan có vẻ rằng rất là, theo như Sơn thấy thì có vẻ là làm bằng một cái loại gỗ gì đó mà rất là chắc các bạn ạ. Và người trong gia đình thì cũng đang khênh cỗ áo quan để đi đưa cụ đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Này có vẻ rất là lặng lề. Và trong phong tục ma của người Giấy này thì nó cũng có nhiều những cái điều rất là khác lạ. Đây. Đó, như các bạn thấy là sẽ có một cái dây tang đeo đi từ đầu
là ở phía trước thì là kiểu như là các con, các cháu, là con gái. Ở phía sau thì là con trai. Còn ở đi trên phía trước, trên đầu thì đó là những cái gọi là đồ mã các bạn. Nhưng cái này thì Sơn cũng không biết là phải gọi đó là cái gì, vì Sơn cũng chưa hiểu rõ về nó lắm. Thực sự là trong một cái đám ma của người đồng bào này thì Sơn cũng là vô tình đi quay chợ, thì Sơn cũng gặp trong lúc gia đình đang đưa cụ đi mai táng. Như vậy là người mất là một bà cụ năm nay cũng khá là cao tuổi rồi, người dân tộc Phù Lá các bạn. Cái này phải khênh cỗ áo quan đi ngược con dốc như thế này cũng mọi người giúp cũng như là dạ vâng ạ. Quay ngược lại đi. Chạy đầu tiên đấy. Đi lùi lại. Chị cho em hỏi là chị là con cháu của cụ à? Chị là cháu ngoại của cụ. À, chị là cháu ngoại. Cái này là bãi cất là còn xa nữa không hả chị? À, cũng còn tầm khoảng một cây nữa. Ui, có một cây nữa cơ ạ. Nguyện vọng của cụ là muốn về nhà cụ năm xưa. À, có nghĩa là... Năm xưa là cụ ở trong này. Vâng. Thế là trước khi mất thì cụ cũng đã nói cái nguyện vọng của mình là khi mất thì muốn quay trở lại cái ngôi nhà cũ. Thế là... Ngày trước kia là cụ sinh sống ở trên này, xong sau đi ra ngoài này. Vâng. Ở ngoài này. Thế là bây giờ khi cụ mất thì lại đưa cụ về cái ngôi nhà cũ ngày xưa. Ngôi nhà xưa cụ ở trên này. Vâng. Cụ ông thì ở bên kia nhưng mà cụ lại không muốn ở bên ý, mà cụ muốn về nhà cũ của cụ. Vâng. Thế cụ ông đã còn ông hay đã mất rồi ạ? Cụ ông mất lâu rồi. À, cụ ông mất trước rồi ạ? Cụ ông mất khoảng mười mấy năm nay. Vâng. Chị cho em hỏi thêm một chút là em thấy là cứ đi được một đoạn thì con cháu lại phải quỳ xuống đấy, là theo cái phong tục của người Phù Lá mình là như vậy đúng không ạ? Đúng rồi. Nên là đấy con là... cháu chắc là phải đi đền trước để đón cụ ấy, để con cụ đi đường cho nó may mắn. À, như các... kiểu là ở xuôi mình ấy thì là kiểu khi cha đưa mẹ đón, nhưng mà ở đây là con cháu là phải đi trước ấy. À, con cháu phải đi trước. Đi trước để như là quỳ để đón đường các cụ đi ấy. À, thế là gần như là các con gái cháu gái là đi đường trước. Đúng không? Còn con trai cháu trai là đi sau để con trai cháu trai để con dâu cháu dâu là đi đằng có một cái dây rồng đằng sau đấy. À, là bắt cầu đi cụ đi. Dạ, bắt cầu cho cụ đi đấy. Là có một cái dây cái khăn trắng này ạ. Đấy, ở miền xuôi gọi là khăn tang đấy. Khăn tang là phải bắt một cái khăn tang đấy, gọi là dây rồng. Dây rồng đúng rồi. Mình cứ lối từ con nọ sang con kia đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. À, bây giờ thì cũng đưa cụ đi một đoạn đường khá là dài rồi. Mọi người thì sẽ cho cụ nghỉ chân một chút các bạn ạ.
như vừa nãy thì chị cũng có nói qua là cái dây khăn tang trắng đây, như là các con dâu cháu dâu rồi các con gái cháu gái được lối lại với nhau để gọi là dây rồng bắc cầu cho cụ đi. Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ thì Sơn đang tham gia đi cùng với một gia đình của người dân tộc Phù Lá. Gia đình thì đang có người mất và một bà cụ năm nay cũng khá là cao tuổi rồi. Đấy, thì theo những gì Sơn được biết thì trước khi cụ mất thì cụ cũng có một cái nguyện vọng là đến khi mất thì cụ muốn được quay trở lại ngôi nhà năm xưa và cụ muốn ăn nghỉ ở đó. Và cũng như theo nguyện vọng thì con cháu đến khi cụ mất thì đang đưa cụ về nơi đó để cho cụ ăn nghỉ. Trời, Sơn đi bộ mấy cây số rồi các bạn ạ. Hiện tại thì ở phía sau thì gia đình, các con cháu khênh cụ cũng đang nghỉ chân cùng với cả những người giúp đỡ ấy, đang nghỉ chân ở phía sau. Sơn thì Sơn không đi kịp họ bởi vì là họ đi quá nhanh, họ đi quen. Sơn đi đây Sơn cảm thấy mệt quá. Giờ thì Sơn phải đi trước. Sơn đi trước cùng với cả mọi người đang đem những cái cây gọi là cây hoa. Đây gọi là thấy bây giờ thì nên hỏi một anh này xem. Em cho anh hỏi là những cái cây này thì theo như người đồng bào mình gọi nó là cây hoa hay là cây gì? Cây hoa. À, cây hoa mình đem trước, đi trước đúng không? Đi trước với cả áo quan. Thế mình không chờ mọi người cùng đằng sau à? Có chứ, đây là mình đi trước thì đợi sau nó nghỉ thì mình nghỉ, đợi sau đi thì mình nghỉ. À, thế là mình phải nghỉ cách quãng ra đúng không? Không, cái này nhất thiết là phải cách quãng. Đấy là không để ý đội kia nó nghỉ là... À, thế là không, mình không để ý là đội kia nghỉ thôi. Chứ còn đúng ra là phải nghỉ cùng nhau. Thế là bây giờ cái điểm mà để cất cụ ấy thì còn xa nữa không? Chắc là từ hơn cây nữa. Vẫn còn hơn một cây số nữa. Thế là từ cái nơi mà cụ mất mà bây giờ đem cụ đến, đưa cụ đến cái điểm mà cất cụ ấy thì nào nó khoảng mấy cây số? Khoảng 2 cây rưỡi. À, rồi cảm ơn em nhé. Em ra cho anh hỏi một chút là em khi em vác cái cây này em có cảm thấy nó nặng không? Cây này nó nặng không? À thế á. Thế em là cháu của cụ à hay là là cháu ngoại của cụ? Thế là mình cứ vác cây này phải vác cây này đi từ nhà đến điểm cất đúng không? Cũng khá là mệt đấy nhở? Đi một đoạn đường dài đúng không? Thời tiết hôm nay thì lại đang bắt đầu có chút mưa nữa. Như các bạn thấy rằng là mây mù ở đây thì cũng đang rất là kín và đang có một chút mưa. Và khi Sơn khi gặp đám yếu này thì Sơn cũng vội vội vàng vàng là cầm máy để ghi hình luôn. Không kịp đội mũ, đội nón gì các bạn ạ. Ở bên đây thì có các chú và các ông cũng đang những cái bản thổi kèn ở trong những cái đám hiếu đám ma để chờ. Đây là đang nghỉ chân để chờ đoàn phía đằng sau. Không hiểu sao nhưng Sơn cảm thấy rằng nó có một cái điều gì đó nó rất là linh thiêng ấy các bạn ạ. Bây giờ thì có một cơn mưa rất là to và Sơn thì lại không đem mũ đem ô gì cả, đang phải chúi vào một cái lùm cây như thế này để cố gắng là chờ cùng gia đình để xem cái quá trình mà gia đình mai táng cho cụ ấy, cất cụ ấy các bạn.
thì Sơn cũng sẽ cố gắng ở đây để Sơn chờ và ghi hết cái quá trình đó để truyền tải cho mọi người xem về những cái nét văn hóa của người vùng cao. Bây giờ thì các con cháu đưa cụ cũng đã đi lên đến cái đoạn nghỉ ở trên rồi. Phải đi một cái đoạn dốc khá là dài và cũng khá là cao luôn. Sơn nghĩ rằng là các con cháu đang khênh chiếc áo quan của cụ đi cũng sẽ rất là vất vả và mệt. Phải khênh ngược dốc mà. Nhưng mọi người biết rằng là khênh ngược dốc và một cỗ áo quan cũng khá là to. Trông rất là vất vả. Khi mà mọi người khênh cụ đi đến đây cái thì thời tiết lại ngừng mưa rồi. Và mây mù thì vẫn rất là nhiều nhưng lại không có mưa nữa rồi các bạn ạ. Nó có một cái điều gì đó nó cũng hơi kỳ lạ một chút. Đây là các con các cháu. Bây giờ thì Sơn đang đi cùng với cả một anh, chắc là con anh là cháu của cụ ạ. Anh cho em hỏi một chút là cái quá trình mà đi cất của người dân tộc mình ấy thì và không, nhưng mà anh là không phải người dân tộc đúng không? Không, không phải dân tộc. À thế là rể, cháu rể. Anh là cháu rể. Anh là người Kinh hay là người anh là người Tày ạ? Thế còn cụ là người Phù Lá đúng không? Người Phù Lá thì có nghĩa là mỗi khi mà có người mất đi cất ấy, thì có cất tập trung một chỗ không hay là cất theo nguyện vọng của người mất anh? Do nguyện vọng thôi. À do thầy đi xem. À một phần là do nguyện vọng và một phần là phải do thầy chọn, các thầy chọn điểm đúng không? Nào đẹp thì chứ à còn chứ không không có tập trung vào một điểm nào đó đúng không? Đó là một trong những cái phong tục tập quán riêng của người đồng bào vùng cao. Và người đồng bào vùng cao thì nói chung rồi, nhưng người Phù Lá thì nói riêng là như vậy các bạn. Có nghĩa khi đi cất thì theo cái nguyện vọng của người mất trước khi mất và theo cái vị trí mà các thầy đã chọn. Chọn cái vị trí đẹp nào đó để cho cái người mất được an nghỉ ở đó. Nó mình cứ hiểu luôn đó là nó được đẹp thế thôi. Thời tiết thì cứ lúc mưa lúc tạnh và trời thì rất âm u các bạn ạ. Bây giờ thì mọi người các con các cháu cũng đang khênh cụ phải đi ngược dốc tiếp tục lại một con dốc nữa, rất là vất vả. Như mọi người thấy rất là vất vả cho con cháu khi phải khênh cụ đi lên ngược một cái dốc. Nhưng đó cũng là thể hiện cái sự nhiệt tình của con cháu đã làm theo như lời mong mỏi của cụ trước khi cụ mất, là cụ muốn về ngôi nhà cũ năm xưa để được an nghỉ tại đó. Và con cháu cũng đã làm theo nguyện vọng của cụ và đưa cụ trở về đó. Các con gái và con dâu thì vẫn không thể bỏ tay cái dây rồng ra được, vẫn phải giữ dây rồng và dẫn đường cho cụ đi. Như mọi người có thể quan sát thấy rằng là thời tiết ngày hôm nay thì cũng khá là xấu, mây mù rồi kèm theo mưa. Đấy, các con các cháu thì cũng đang rất là cố gắng để đưa được cụ về nơi mà cụ mong muốn.
trước khi mất, đó là ngôi nhà cũ. Năm xưa khi còn sống thì cụ sinh sống ở đó. Thế sau khi mất thì cụ cũng có một cái nguyện vọng là muốn được trở lại ngôi nhà cũ, thì các con các cháu thì cũng đang đưa cụ đi khá là xa đấy. Xuân thấy khá là xa và con đường thì cũng khá là nhỏ bé, lại còn nhiều dốc nữa. Và thời tiết thì đang mưa quá các bạn. Như mọi người thấy rằng là Sơn cũng không kịp đem ô hay đem mũ gì cả, và cũng đang cố gắng để đi cùng với cả gia đình. Thôi, chấp nhận là ướt cũng được, nhưng mà mình đã cố gắng rồi thì sẽ phải đi đến tận cùng các bạn ạ. Mọi người đi đến đây thì trời đang mưa to quá và cũng rất là mệt, thì bây giờ lại cho cụ nghỉ lại ở đây một chút các bạn ạ. Như các bạn thấy rằng đang mưa rất là to, thời tiết hôm nay cũng khá là xấu. Bây giờ mọi người sẽ dừng ở đây nghỉ và cũng cho cụ nghỉ ở đây, sau đó là một lát thì sẽ đi tiếp. Bây giờ chắc là Sơn phải nhờ các cô các chị ở đây chúi vào đây một chút thôi. Cô cho cháu chúi vào đây. Như các bạn thấy, đây là gia đình, là các con các cháu của cụ. Mưa quá, ướt hết đầu rồi. Mưa quá. Thế là không chủ động đem ô đem mũ gì mọi người ạ. Sau đây là thôi chấp nhận ướt, nhưng vì là mình đã có một cái mong muốn rằng là sẽ ghi hình đầy đủ đến khi nơi mà cất cụ, thì Sơn sẽ cố gắng, mặc dù có ướt hết rồi thì Sơn vẫn sẽ cố gắng mọi người ạ. Cố gắng thì bây giờ Sơn cũng đã đi trước đến đây, có thấy có một ngôi nhà, chắc là Sơn sẽ vào đây để chúi mưa đã các bạn ạ. Sẽ vào đây chúi mưa trước nhé, sau đó là lát đợi mọi người lên thì mình lại đi tiếp. Ôi. Mọi người cũng đã lên trước cái vị trí để cất cụ, thì cũng ở gần trên đây rồi các bạn này. Như các bạn quan sát thấy xa xa phía trên kia kìa, đó, nó cũng gần gần trên đó rồi. Còn mọi người đang khênh cụ và dẫn đường cụ đi thì cũng đang ở đằng sau đây rồi. Đang rất là cố gắng, mọi người đang rất cố gắng, mặc dù trời đang mưa rất to, và Sơn cũng đang rất cố gắng để Sơn chấp nhận là chịu ướt và để ghi lại được những cái hình ảnh ý nghĩa nhất để truyền tải lên cho mọi người xem về những cái phong tục tập quán riêng từng dân tộc. Và cụ thể thì đây là một đám lễ tang của người dân tộc Phù Lá. Trời lại có vẻ là ngớt mưa hơn được một chút rồi. Các con cháu mọi người làm giúp thì cũng đang rất cố gắng để đưa cụ về đến nơi mong mỏi của cụ. Và bây giờ thì các con cháu cũng đã đưa được cụ đến nơi mong muốn rồi. Ở bên dưới đây thì Sơn thấy là có thêm cả hai ngôi mộ nữa. Chắc có lẽ là cũng là một mộ của người nhà thôi. Và đây
chiếc huyệt được đào rất là lông các bạn nhé. Chiếc huyệt đào rất là lông. Chắc là bây giờ các con chó mọi người sẽ để cụ an nghỉ ở đây. Cho em hỏi thêm một chút là khi mà đưa cụ đến đây rồi thì mọi người đang nghỉ chờ giờ hay là chờ gì nữa sau đó mới hạ huyệt ạ? Còn là chờ giờ xong là phải cúng xong thì hạ huyệt. À có nghĩa là chờ đến giờ đẹp và chờ thầy cúng đã, sau đó là bắt đầu mới hạ huyệt đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Có nghĩa là bây giờ trong gia đình sẽ chờ một cái giờ nào đó đẹp và sẽ chờ thầy cúng đến để cúng, sau đó bắt đầu mới hạ huyệt xuống các bạn ạ. Vẫn đang trong quá trình chờ thầy cúng và chờ giờ đẹp ấy, thì thời tiết nó rất là thay đổi thất thường mọi người ạ. Lại mưa to luôn. Bây giờ chắc là Sơn phải đi chúi rồi, chứ không dầm mưa suốt từ nãy đến giờ rồi. Từ sáng giờ về cũng dễ ốm lắm. Nên là chắc là Sơn lại phải di chuyển cùng mọi người đi vào trong cái ngôi nhà nhỏ ở trong này để chúi nhé. Bây giờ thì thầy cũng đang làm một cái nghi lễ, một cái phép gì đó để hạ cụ xuống. Và sau khi hạ cụ xuống thì gia đình ở nhà sẽ lấp đất và sẽ xây lên như những cái mộ bên kia và sẽ để cố định vĩnh viễn như vậy thôi các bạn ạ. Sẽ không cải táng hay gì đó nữa mà sẽ để cố định như vậy mãi mãi luôn. Và các con các cháu thì cũng đang chuẩn bị gạch xi cát lên đây để sau khi hạ cụ ở đây thì sẽ tiến hành là xây luôn. Bây giờ thì mọi người làm giúp cũng như là các con cháu của cụ thì cũng đang vận chuyển xi cát gạch các thứ vào để xây nên ngôi mộ, ngôi nhà cho cụ các bạn ạ. Và chắc có lẽ là Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Tất cả trong cái quá trình mà đưa cụ đến nơi mong muốn và cũng là nơi ăn nghỉ cuối cùng của cụ thì cũng đã tiến hành gần như là xong rồi. Và bây giờ thì các con cháu và cụ đây, mọi người làm giúp này, đang vận chuyển những viên gạch cũng như là bao cát thạch xi để lên xây nhà cho cụ. Cho cụ ở đây. Và thì Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Sơn đã cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Sơn.